Chân thần trên cao, con dân của người cầu xin người hãy giúp chúng con thoát khỏi cuộc truy sát của đội quân U Linh và tìm thấy miếu thần. Đi lâu như vậy, miếu thần của chân thần thực sự tồn tại hay sao? Chỉ cần chúng ta cầu nguyện thành tâm. Mọi người nhìn kìa, đó là gì vậy? Đó cũng là đội quân U Linh sao? Thầy ơi, thầy nhìn này, chế tạo từ lâu lan. Carson, hãy nói với tên làm vườn ngu ngốc mới đến là đóa hoa mà hắn trồng được là một bãi phân chó. Chế tạo từ lâu lan, thuộc về Trung Quốc. Lãng mạn quá đi à. Tiểu Ngô, anh có sao không? Không sao. Chiến tranh loạn lạc, dẫn nước rối ren, cánh cửa phương Đông bí ẩn suốt hàng trăm năm bị ép phải mở ra với thế giới bên ngoài. Mùa xuân năm Canh Ngọ, đội thám hiểm của nhà thám hiểm Thụy Điển Sven Heding đã đến hoang mạc La Bố ở biển sa mạc vô tận này. Ông ấy đã tìm thấy Lâu Lan, quốc gia cổ đại vào hàng nghìn năm trước. Sven Heding đã lấy đi số lượng lớn cổ vật của Lâu Lan mang về nước mình, khiến cả châu Âu rúng động. Sa mạc mênh mông không hề cản bước những kẻ trộm tham vọng. Khóa thứ ba của diện khảo cổ Trung Hoa Dân Quốc, để ngăn chặn việc các cổ vật quý giá bị lưu lạc ra nước ngoài, một đội khảo cổ tự phát đã đặt chân đến vùng đất bí ẩn này. Điều đang chờ họ ở phía trước là gió và cát của Tây Vực, cùng những câu chuyện cổ đại kỳ bí siêu nhiên đã bị chôn vùi hàng nghìn năm. Truyền thuyết Lâu Lan, đội quân U Linh. Có sao không? Không sao. Cướp về rồi. Còn cái này nữa. Đã nửa năm rồi. Đây là đoạn văn tự hoàn chỉnh nhất mà chúng ta đã phục hồi được. Đây là phần đầu của một bài văn tế thần thoại. Vào thời khắc cuối cùng của Lâu Lan có lịch sử 800 năm, mây đen và châu chấu dâng kín bầu trời. Nước sông Khổng Tước dần cạn khô. Thánh nữ Lâu Lan đã dẫn theo một tớp người tiến vào sa mạc. Họ muốn đi tìm thần miếu mà năm xưa thiên đế để lại, tìm kiếm sự cứu giúp từ thần linh. Nhưng trên đường đi, họ bị đội quân U Linh truy sát. Thank you.
Kim Kha Hạ. Không ngờ thần miếu lại ở dưới lòng đất. Quynh yên tâm, ta nhất định sẽ tìm thấy Cương Liên Hoa kết nối với thiên đường, cầu xin các thiên sứ cứu Lâu Lan. Nếu muội có thể sống tiếp thì hãy giúp ta trả cho A Khắc Sĩ ở trong thành một đồng vàng. Dù sao thì ta không muốn thiếu nợ huynh đệ. Ta không muốn. Kim Kha Hạ, Kim Kha Hạ, Kim Kha Hạ, huynh tỉnh lại đi. Kim Kha Hạ, Kim Kha Hạ. Nhã Mạn là thánh nữ được vua Lâu Lan chọn. Trải qua suốt chặng đường gian nan đến được đây. Nay Lâu Lan nước sông cạn khô, thiên tai không dứt. Thiên sứ Trường Sinh chỉ đại trên cao, xin thánh linh hiển linh chỉ đường dẫn lối con dân thoát khỏi khổ nạn. Tin tức mới nhất từ nhóm khảo cổ Lâu Lan, có thể cuối cùng con dân Lâu Lan không thoát khỏi tai ương. Cô nghĩ sao? Tôi cũng không biết nữa. Để tôi đọc bài thơ cho cô nghe. Nếu anh có thể rót cho tôi ly nước thì có lẽ tôi sẽ vui hơn đó. Vệ sinh ngoài trường đình, ven đường cũ, cỏ thơm xanh biếc tới chân trời. Tình hình trước mắt càng lúc càng tệ, thế lực khắp nơi đang chực chờ thời cơ. Vì để bảo vệ cổ vật nên sẽ để Ngô Thiên mang cổ vật về bảo quản trước. Nhưng tại sao không thể là anh ấy chứ? Ngụy Thần dày dặn kinh nghiệm, công tác khai quật tại đây rất cần có cậu ấy. Cố lên, giải học thuật năm sau trông chờ vào cậu đó. Tuy bài văn tế chỉ có một nửa, đội quân U Linh được giết trên đó cũng không biết ám chỉ điều gì. Tạm thời gác những việc này qua một bên. Nhưng ba món thánh vật được nhắc đến trong truyền thuyết Lâu Lan, ti thánh ba chân cầu phước cho ốc đảo, la bàn sông ngư mang đến sự giàu có, cùng gương liên hoa có thể kết nối với thiên đường trong truyền thuyết, rất có thể chúng ta đã có được một trong số đó. Nếu không thể bảo quản kỹ lưỡng, lỡ như có sơ suất gì thì chúng ta đều trở thành tội nhân lịch sử. Cậu có hiểu không? Đây rồi, đây rồi.
Chế tạo từ lâu lan, thuộc về Trung Quốc. Ôi chao, lỡ qua này được bón bằng phân chó thì sao? Sao gã người Tây này cái gì cũng bỏ vô miệng hết vậy? Anh nói nhỏ thôi, lỡ anh ta nghe hiểu thì sao? Đừng có gây ra phiền phức biết chứ. Dám cướp đồ từ tay tao sao? Cái lũ không tin vào thượng đế kia, đừng hòng lấy gì từ chỗ tao. Đứng lên, đã sẵn sàng chứ? Được rồi, chàng trai trẻ. Cái đó thuộc về nước tôi. Hai người cướp lại từ tay hai tên khốn kia. Hiểu chưa? Được, ông cứ yên tâm. Ông chủ, ông cứ cầm ống nhòm quan sát. Dương mắt mù và trần mặt trổ, hai tên sát thủ hàng đầu này chắc đã ra tay rồi. Dương mắt mù và trần mặt trổ cướp Trương Quý. Buông ra! Sao ồn ào quá vậy? Có chuyện gì? Để tôi xem sao. Chưa từng thấy súng à? Súng! Nắng chiều đã tắt bên sườn núi. Muốn ăn nhiều thì phải liều. Ngàn dặm muốn thâu vào đáy mắt, ai chỏ mũi vào thì mất mạng ngay. Các vị thân mến, việc chúng tôi làm là việc bất chấp tính mạng. Làm xong là đi ngay. Mặt rỗ sao còn chưa xong nữa? Thằng này mạnh quá đi. Buông ra. Chúng tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi. Đừng ép tôi nổ súng. Buông tay ra. Vô ích thôi. Cậu trốn đâu cho thoát? Thứ ngu ngốc cứ muốn chịu khổ. Đây là cổ vật quốc gia, mấy người đừng hòng cướp. Giờ mà còn quốc gia nữa à? Tao cứ cướp đấy thì sao? Nhìn gì mà nhìn hả? Chưa từng thấy. Súng. Anh trai ơi, cảm ơn. Các anh là? Chúng tôi là người yêu nước, đến từ khắp nơi trên tổ quốc. Hiện nước nhà đang gặp khó khăn, mọi người tụ họp lại phục vụ tổ quốc. Có sao không? Cô có sao không? Hai người yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hộ tống hai người đến nơi. Cảm ơn. Cảm ơn. Giáo sư, chuyện gì mà quảng hốt quá vậy? Điện báo gửi về nói gương Liên Hoa bị dở rồi. Thần thư, cha giao cho chúng ta món đồ quan trọng đến thế, chúng ta lại làm hỏng mất rồi. Tần thư, cô nghe tôi nói, nhất định có cách cứu giảng mà. Viện nghiên cứu cổ vật thứ tư.
không phải cuốn này. Nhất định sẽ có cách, chỉ cần tìm ra được manh mối mới. Du ký của Sven Hayden. Nhất định còn có cách. Quả nhiên chẳng còn chút hy vọng nào. Thần ơi, tại sao người lại làm thế? Tại sao? Rốt cuộc là vì sao chứ? Tại sao người lại đối xử với ta như vậy? Tại sao? Tại sao? Viện nghiên cứu cổ vật thứ tư. Có ai không? Có ai không? Ai đang nói chuyện vậy? Ôi trời ơi, đây là thật sao? Thần, có thật là người không? Thần ơi, ma kìa. Thần, người có đó không? Rốt cuộc cô là gì? Thần của ta ơi, ta là con dân trung thành nhất của người. Con dân sao? Thần à, sau lưng cô là gì vậy? Thần của ta ơi, đây tất nhiên là thần tích người để lại rồi. Cũng như bàn cổ khai thiên vậy đó, tất cả các nền văn minh đều khởi nguồn từ thần thoại. Rất lâu trước đây, một nhóm người danh cù ở sa mạc đã giải cứu một con thuyền chứa các thiên sứ. Thiên sứ đã ban cho họ ba món thánh vật, giúp họ gây dựng lâu lan ốc đảo giữa sa mạc. Ly thánh ba chân cầu phước cho ốc đảo, la bàn sông ngư mang đến sự giàu có. UFO được phát hiện trên Thái Bình Dương, cùng gương đi qua có thể kết nối với thiên đường trong truyền thuyết. Chẳng lẽ thần trong truyền thuyết Lâu Lan thực ra là người ngoài hành tinh sao? Cái này, ta là thánh nữ của nước Lâu Lan, tên ta là Nhã Mạn. Đây là thứ biểu tượng cho thân phận của ta, cả đời ta dâng hiến cho thần.
Có vẻ như gương liên hoa là thứ có thể kết nối các thời không khác nhau. Ôi trời ơi, mình đã chứng minh được lý luận của Einstein rồi sao? Điều này thật không tưởng. Cô có sao không? Ta đã không ăn cơm 3 ngày nay rồi. Sao cô không nói sớm? Chờ chút. Cô ăn chậm thôi, còn nhiều lắm. Đa tạ thần. Đồ ăn ở thiên giới ngon quá đi mất. Cũng cảm ơn cô đã thích bánh quẩy để qua đêm. Thần, tuy ta không biết người đang nói gì, nhưng xin người hãy cứu giúp bọn ta. Bây giờ ngay cả chính mình tôi còn không cứu được. Nếu cô nói mình là người Lâu Lan, vậy di tích Lâu Lan này... À không, chắc cô am hiểu về vị trí địa lý của thành Lâu Lan lắm nhỉ? Tất nhiên rồi. Tốt quá đi. Nhã Mạn, cô nghe ta nói. Có lẽ tôi thật sự có thể giúp cô, nhưng cô cũng phải giúp tôi được chứ. Thần, người thật sự đồng ý giúp bọn ta sao? Ta sẽ cố hết sức mình, nhưng cô nhất định phải giúp ta chuyện này, được không? Thần, trái tim ta, mọi thứ của ta đều thuộc về ngươi. Kể từ hôm đó, tôi cũng bắt đầu thấy nghi ngờ liệu trên thế gian này có tồn tại thần hay không. Là một người nghiên cứu về khảo cổ học mà lại có thể xuyên qua thời không, nói chuyện với người Lâu Lan sống sờ sờ. Ảo diệu biết bao nhiêu. Giáo sư, cho dù là thằng ranh đó nằm mơ thì cũng không thể tường tận đến vậy được. Tiệm Âu Phục Well, một ngày mới đã bắt đầu. Cậu đang làm gì vậy? Cậu lại đang làm gì đó? Không có mắt à? Có giỏi thì bay qua đó đi. Chàng trai Trung Quốc, dạo này thu hoạch thế nào? Không cần ông quan tâm. Ông ta vẫn chưa biết chúng ta đã đi khảo sát. Đừng quá kỳ vọng. Lời của thằng ranh tiểu ngôn không đáng tin lắm đâu.
huống hồ nơi cậu ta nói. Đội trưởng, ông chủ, mau ngừng lại đi, ông chủ. Di tích mới, phát hiện di tích mới rồi. Sao? Di tích mới, thật không? Thật đó. Không, tốt quá. Cậu có chắc dưới hố vân còn di tích không? Thật đó, nằm ở độ sâu 3 mét. Giống như lần Ngô Thiên nói, quy mô y như cái lần trước chúng ta phát hiện, còn to hơn nữa, to hơn. Thượng đế ơi, đã đào ra được bao nhiêu cổ vật rồi? 10 cái, 20 cái à? 2 chiếc xe tải. Giáo sư, từ từ thôi, đừng xúc động như thế. Cậu bảo tôi làm sao? Báo cáo, lần này tổng cộng khai quật được 313 món cổ vật. Giáo sư, vừa nhận được điện báo, phát hiện lần này của chúng ta thu hút sự chú ý từ khắp nơi. Chi diện từ khắp nơi đang trên đường đến. Cậu nói xem làm sao tôi bình tĩnh cho được. Giáo sư, vậy tiếp theo chúng ta làm sao? Thông báo tòa soạn, thông báo đến toàn quốc về sự khám phá này. Quả là chuyện phấn chấn lòng người mà. Rồi treo thưởng đi. Đội khảo cổ tự phát của nước ta thám hiểm lâu lan. Báo Thanh Niên tiến bộ, nhóm khảo cổ đã có phát hiện trọng đại. Nhà khảo cổ trẻ tuổi Ngô Thiên, ai xứng đáng với danh hiệu danh dự cao nhất trong giới học thuật? Thưa các vị khán giả, đã đến khoảnh khắc đáng mong chờ nhất của đêm nay. Người đạt giải cống hiến học thuật thuộc giải Kim Hoa năm nay là Ngô Thiên. Hay lắm. Ngô Thiên, thành viên trẻ tuổi của đội khảo cổ, vì đã có sự phát hiện to lớn ở Lâu Lan nên được giới học thuật quan tâm dõi theo. Sao lại là cậu ta chứ? Cậu ấy là một ngôi sao đang lên của giới khảo cổ. Chúc mừng cậu Ngô. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Hay có người hỏi tôi rằng khảo cổ là gì? Khảo cổ đối với tôi thì là sự chứng nhận, là lịch sử, là tôn nghiêm của một quốc gia. Nền văn minh từng phát triển rực rỡ đó không nên bị chôn vùi dưới lòng đất. Câu chuyện lãng mạn của ngày xưa cũng không nên tan biến theo gió cát. Tổ quốc chúng ta có nền văn minh vĩ đại, và chính những bí mật chôn sâu dưới lòng đất là thứ ghi chép lại nền văn minh đó. Là một nhà khảo cổ, tôi thấy rất vinh hạnh. Đúng là nực cười. Cảm thấy vinh hạnh vì tôi có thể khai quật những bí mật này lên, nói cho cả thế giới biết đây là câu chuyện về Trung Quốc, đây thuộc về lịch sử của thế giới. Hay lắm. Điều tra rõ ràng chuyện này là sao? Uống một ly không? Trong người có vẻ rất vui. Tôi cảm thấy như một giấc mơ vậy đó. Nhưng cũng may có cô. Nhưng sao trông cô buồn quá vậy? Có phải cô nhớ nhà không? Ta đã không còn nhà nữa rồi. Ta đến thần miếu là để nhờ người giúp đỡ. Ta chỉ đang thấy lo cho người dân trong thành. Ta không biết hiện giờ họ thế nào. Lần trước cô nói cho tôi biết về chiến loạn ở thành Lâu Lan. Là thật sao? Là thật. Đồ Kỳ, em trai của quốc dương, bị trục xuất do tranh đoạt ngai vàng. Nhưng sau khi rời khỏi Lâu Lan, hắn vẫn luôn nung nấu ý định. Sau khi du ngoạn 50 nước Tây Vực, hắn đã kết giao với bọn xấu. Sau đó được một tên du sư giúp đỡ, hắn đã thành lập một đội quân U Linh. Nửa năm trước, hắn đã lãnh đạo đội quân U Linh mặc áo giáp đen tấn công Lâu Lan không hề báo trước. Lâu Lan Dương thống lĩnh binh lính cố sức chống chọi nhưng bại trận, nuôi quân về thánh miếu trong Dương quốc.
mà mục đích của đồ kỳ chính là ly thánh ba chân trong thánh miếu. Nghe nói năm đó những thiên sứ đã dùng ly thánh tạo ra ốc đảo cho người lâu lan, vì để ly thánh không bị đồ kỳ và đội quân của hắn dây bẩn. Lâu Lan Dương chỉ đành đập dở nó. Ngay trong khoảnh khắc nó dở nát, bão tố đã nổi lên. Thần ơi, đây là sự trừng phạt người dành cho bọn ta sao? Thần mà tôi nói với cô không giống nhau. Cô kể tiếp đi. Sau đó đồ kỳ chiếm lĩnh Lâu Lan. Trước lúc lâm chung, quốc dương đã lệnh cho binh sĩ đột phá dòng dây đưa bọn ta ra ngoài. Bọn ta nghe theo lời tiên tri của thần ngày trước đến vùng sa mạc này. Tiên tri của thần. Nhã Mạn, tiên tri của thần mà cô vừa nói có kể sót chỗ nào không? Lời tiên tri nói rằng khi ly thánh dở nát thì thần sẽ nổi cơn giận. Muốn cứu Lâu Lan thì phải tìm thấy gương liên hoa trong thần miếu. Gương liên hoa là cánh cửa kết nối đến thiên đường. Thần ở thiên đường sẽ giúp bọn ta tìm thấy mộ thiên sứ. Khi lời phán quyết được đưa ra, thần sẽ quyết định hủy diệt hay cứu giúp. Nếu thần là nền văn minh ngoài hành tinh, vậy ly thánh ba chân chính là nguồn năng lượng cân bằng khí hậu ở Lâu Lan. Mà mộ của thiên sứ có thể chính là mộ của nền văn minh ngoài hành tinh đó. Nhã Mạn, lời tiên tri cô nói đến từ bài văn tế trên gián gỗ sao? Không, đây là truyền thuyết tương truyền nhiều đời của bọn ta. Vậy cô có biết mộ thiên sứ ở đâu không? Nhã Mạn, tôi đây. Sao nóng quá vậy? Chờ chút. Mở miệng đi, trị bệnh đó. Mua cho cô đó, mặc đi. Thế nào? Cảm ơn người, ấm lắm. Nhã Mạn, tuy bây giờ không có manh mối, nhưng tôi nhất định sẽ tìm ra mộ thiên sứ giúp cô. Thật sao? Thật đó, ngày mai tôi sẽ xuất phát. Đa tạ người. Tôi nên cảm ơn cô mới phải. Với tư cách khảo cổ, à không, với tư cách một người bạn, tôi hứa với cô nhất định sẽ làm được. Không thể nào có chuyện quan đường như thế. Sao lại không thể chứ? Tin báo của gia tộc Martin này không bao giờ sai. Đây là phát hiện lớn của thế kỷ đó. Nếu thuận lợi thì tôi và cậu đều sẽ được ghi tên vào sách sử. Thứ mà người Trung Quốc các cậu đang thiếu chính là tinh thần mạo hiểm tương xứng với trí tưởng tượng của mình. Ngụy Thần, sao anh ở đây? Ông đưa cô ấy đến đây làm gì?
Chàng trai à, tôi muốn tốt cho cậu mà. Cô ta đã biết bí mật của tên họ Ngô kia. Cậu là người thông minh, cậu rất thích hợp để làm cầu nối cho giới học thuật của hai nước, đúng không? Ngụy thân, phần sau thật ra luôn nằm trong tay tôi. Đúng rồi, lúc trước cậu còn cướp đi một phần từ tay tôi mà thôi. Vậy tiếp theo chúng ta làm cướp gương liên qua sao? Cướp gương liên qua à? Tất nhiên rồi, nhưng đây không phải mục đích cuối cùng của chúng ta. Đúng rồi, chẳng phải cậu biết tiếng Dojari sao? Đọc đoạn này rồi dịch ra đi. Đừng nói đùa nữa. Trên thế giới này sao có thể có mộ của thiên sứ được chứ? Sao lại không thể? Trên thế giới này ngay cả gương liên hoa có thể xuyên không còn có nữa mà. Nếu ngôi mộ này có thật thì đây là sự phát triển đủ sức thay đổi lịch sử loài người. Chỉ thay đổi lịch sử thôi sao? Tham vọng của cậu chỉ đến đây thôi à? Rốt cuộc ông muốn làm gì? Theo văn tế thì chỉ cần đưa gương liên hoa đến mộ thiên sứ và ghép với la bàn sông ngư thì có thể triệu hồi. Xin lỗi, tôi hơi phấn kích quá độ. Có thể triệu hồi một đội quân u linh tùy ta sai khiến đó. Mà cái thứ này sắp sửa. Xin lỗi, tôi hơi phấn kích. Bây giờ xin mời sát thủ tinh nhuệ của tôi bước ra. Sao lại là hai người nữa vậy? Người ta hay nói ai cũng có lúc sơ suất mà. Ở đây chỉ có hai người họ là sát thủ hàng đầu thôi. Ông chủ, cho thêm cơ hội đi. Đúng đó, họ là họ hàng của hai người thì nói đại đi. Thuốc đó hữu hiệu lắm, tuy là có chút tác dụng phụ. Nhưng cô đừng sợ, tôi sẽ ở đây trò chuyện với cô. Nhã Mạn, cô có nghe không? Dân, ta đang nghe. Người tốt quá. Bạn bè mà. Đúng rồi, vẫn chưa hỏi cô. Sao cô trở thành thánh nữ lâu lan vậy? Các đời nữ nhân hầu hạ thần linh đều phải còn trinh nguyên. Khi ra đời thì cha mẹ nhất định phải qua đời, thế thì mới được đưa đi nuôi dưỡng trong miếu. Xin lỗi, tôi không cố tình nhắc đến chuyện buồn của cô. Nếu cha mẹ biết giây phút này ta đang ở cùng với thần linh thì họ nhất định sẽ thấy vui cho ta. Thần thì sao? Khi vừa ra đời thì người đã là thần hay sao? Tôi đâu phải thần linh gì. Tôi chỉ là một tên nhát gan không dám đọc thơ cho cô gái mình thích mà thôi. Thơ à, người còn biết viết thơ sao? Biết chứ. Cô có muốn nghe không? Có được không? Được thì được, nhưng cô không được chê cười tôi. Để tôi xem đọc bài nào đây.
Đọc bài này đi. Tôi viết bài thơ này khi ở Lâu Lan. Ánh trăng nằm đó, ánh trăng trong hồ, rồi lặng lẽ trên bầu trời. Bầu trời sao chìm xuống bãi cỏ, cùng với gió nhẹ đung đưa. Em nói khoảng cách này quá xa. Đó là phương xa mãi không thể giới tới. Anh nói mình bằng lòng là một chú cù ngước mặt ngắm ánh trăng. Ánh trăng nằm đó, nhẹ nhàng trôi theo sông Khổng Tước. Gió đêm không thể giữ lấy, giấu quá thành cửa thành ngày nay. Em nói khoảng cách này quá xa. Đó là phương xa cách đây cả nghìn năm. Mà anh chỉ muốn thời gian ngừng trôi. Thế nào, có phải rất trẻ con không? Cô đã hứa không chê cười tôi rồi đó. Ngủ mất rồi à? Nhã Mạn, sao có mùi tỏi vậy? Thính quá nhỉ. Người sao vậy thần? Không sao. Tôi tỉnh rồi. Sao giấc mơ này kỳ lạ quá vậy? Phòng tài liệu, làm chúng tôi giật cả mình. Ai vậy? Có biết đây là phạm pháp không hả? Đúng đó, chúng tôi phạm pháp đấy. Người anh em, trò chuyện chút đi. Mở cửa đưa gương liên quan cho chúng tôi. Nếu không thì chúng tôi sẽ nổ súng đó. Nắm lời làm gì? Tôi đếm ngược từ 7. Tại sao lại là 7? Tôi thích. Kệ tôi. 7 6 5 4 3. Tôi nổ súng thật đó. Làm gì vậy? Nhã Mạn, cô nghe tôi nói. To rồi, chúng ta bị truy sát. Cô nghe tôi nói, giờ tôi sẽ đi báo cảnh sát. Lát nữa cô đừng lên tiếng. Đừng lên tiếng, cô nghe chưa? Chuyện gì vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đi.
nghe lời đi. Đi. May mà không tin vào hai tên sát thủ tinh nhuệ kia. Dày Lâu Lan, đây là gương liên qua kết nối với thiên giới sao? Đúng vậy, nhưng thưa đức chúa đáng kính, hình như chỉ có thánh nữ mới có thể dùng được. Thánh nữ, vua của cô đã chết rồi. Bây giờ ta là quốc vương mới. Vì thế cô đừng phản kháng nữa. Theo ta thì sống, không theo thì chết. Ngươi không phải vua của ta. Ngươi là ma quỷ. Là ma quỷ quỷ quại Lâu Lan. Thế thì sao nào? Cho dù quỷ diệt 100 Lâu Lan thì ta cũng mặc kệ. Tên ma quỷ như ngươi thì quan tâm điều gì chứ? Điều ma quỷ quan tâm tất nhiên là thiên đường. Trong tiên tri của thần, khi gương liên hoa kết hợp với la bàn sông ngư ở mộ thiên sứ thì sẽ là lúc cánh cửa thiên đường mở ra. Tấn công thiên giới, nghe mà thấy phấn khích biết bao. Ta sẽ không nghe theo lời ngươi đâu, đồ điên. Cô có thể không nghe theo. Vậy hãy đứng bên cạnh quan sát ta, khiến Lâu Lan máu chảy thành sông ra sao. Thần sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta cũng sẽ không tha cho chúng đâu. Ta phải để đám thần đó biết rằng, rồi chúng sẽ bị ta giẫm đạp dưới chân. Làm sao sử dụng cái này? Tôi đã nói nhiều lần lắm rồi, tôi cũng không biết. Được được, vậy xem như chỉ có cậu mới có thể dùng. Chỉ có tôi có thể sử dụng thì sao chứ? Ai có thể tìm thấy mộ thiên sứ chứ? Nực cười. Ông tìm được à? Tôi không tìm được. Nhưng Sven Heading thì được. Năm đó sau khi ông ấy về nước thì đã từng nhận lời phỏng vấn của một tòa soạn. Trong bài báo đó, ông ấy từng nhắc đến đã thấy ảo ảnh của vật bay không xác định ở sa mạc đông nam của sông Khổng Tước. Cậu không cảm thấy trùng hợp sao? Nhưng mà còn nhân nhị gì nữa? Những gì các cậu không có thì tôi đều có. Tôi biết điều cậu không biết. Trên văn tế đã ghi rõ là gương liên hoa và la bàn tạo ra phản ứng cộng hưởng. Còn cần tôi nói gì nữa? Tôi chỉ có thể nói là ông điên rồi. Những lời cậu nói hãy giữ lại đến khi tôi thống lĩnh đội quân U Linh. Cô nương xinh đẹp thế này, chỉ có hoa hồng mới xứng với cô ấy. Tần Thư, mau lên. Mau!
Thánh nữ, chúng tôi làm thế cũng do hết cách, chỉ là muốn sống tiếp mà thôi. Chúng tôi đều rất kính trọng cô. Tôi muốn biết nguyện vọng cuối cùng của cô là gì. Ta chưa thực hiện được lời hứa với hậu vệ Kim Kha Hạ của mình. Kim Kha Hạ sao? Người biết Quỳnh ấy sao? Quỳnh ấy từng cứu mạng ta, và cũng là bằng hữu tốt nhất của ta. À khắc sĩ, anh hỏi đi. Được. Ông chủ, ngày mai chúng ta sẽ đến nơi. Hay là cho hai tên sát thủ đi vào đường trước đi. Chàng trai, nếu cậu còn nhắc đến hai người họ hàng của cậu nữa thì tôi sẽ... Tiếng Trung gọi đó là gì nhỉ? À đúng rồi, tôi sẽ tiễn cậu lên đường. Xin lỗi. Xin lỗi làm gì? Là tôi đã liên lụy hai người. Là cậu đã liên lụy chúng tôi. Nếu không tại cậu thì sao chúng tôi lại thành ra thế này? Tại sao lại là cậu? Tại sao chứ? Ngụy Thần, tránh ra. Cậu còn dám phân cao thấp với tôi? Nếu để tôi được làm lại thì tôi thật sự không muốn tranh giành gì với anh hết. Tôi cũng không muốn thấy anh thành ra thế này. Dù sao thì ngày trước anh cũng là tấm gương tôi noi theo. Đừng nói nhảm với tôi nữa. Nếu được làm lại, có nếu như sao? Mọi thứ đã được định đoạt rồi. Đã định đoạt cả rồi. Định đoạt rồi. Đã được định đoạt. Có thấy không? Ben Hayden không hề nói dối. Mộ của thiên sứ nằm dưới gốc cây này. Quản loạn gì hả? Chuẩn bị sẵn sàng cho ta. Ông chủ, phía trước hình như có một lối đi. Mau đi theo ta. Ôi Thượng Đế, làm sao tôi có thể tin tưởng vào sự tồn tại của người được đây? Người có từng thấy cái này không? Thuyền của thiên sứ. Đây chính là chiếc thuyền thời cổ xưa đã chở thiên sứ đáp xuống nhân gian. Chúng ta đã tìm thấy.
thời khắc vĩ đại này. Những ai được chứng kiến đều là người được ông trời lựa chọn, cũng chính là đức vua đáng kính người đó. Đi đi, hãy hoàn thành sứ mệnh của mình, mở cánh cửa thiên giới ra đi. Nếu thật sự có thần thì xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện duy nhất trong đời tôi. Nếu gặp người không phải là cơn mơ thì xin người lắng nghe lời cầu nguyện của ta. Dù cho chỉ lần này thôi, dù cho là lần cuối cùng. Ta nói mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, vì tất cả đều đã được an bài. Đây chỉ là trò đùa của thời gian mà thôi. Tất cả là thật đó, tất nhiên là thật. Tặng quà cho hai người đó. Những gì Quỳnh nói là thật sao? Hứa với tôi, hãy sống tiếp thật tốt. Ta hứa với Quỳnh, ta sẽ ở bên sông Khổng Tước ngắm chung một dần trăng với Quỳnh. Tại sao lại phải làm thế? Đã nói với cậu biết bao nhiêu lần, đều tại cậu. Cậu chẳng có gì hơn tôi. Đi chết đi. Xử tử cô ta.
Ông chủ, U Linh, đội quân U Linh. Cậu có từng thấy không? Tôi đã chiến thắng. Đội quân U Linh thuộc về tôi. Sao thả chúng đi như vậy chứ? Người xưa có câu: chó cùng trước dậu. Để lũ thất bại đó ôm lấy sự tuyệt vọng, sống hết quãng đời còn lại chẳng phải càng thú vị hơn sao? Đây là thiên giới sao? Ta cũng chưa từng đến đây. Xin chào các soái ca của đội quân U Linh. Chào mừng mọi người. Đây là thần mà người nói đó sao? Đúng thế. Ở mặt nào đó thì tôi là thần của các anh. Từ nay về sau tôi là chủ nhân duy nhất của các người. Hỗn xược. Mấy người như vậy là sao? Là tôi đã triệu hồi các người ra đây. Các người nên nghe lời tôi nói mới phải. Trên văn tế lâu làng đã ghi rằng tôi là thần của các người mà. Người bổn dương muốn giết chính là đám thần các ngươi đó. Giết! Cứ đi vậy sao? Không sao đâu, mọi thứ đều đã được an bài. Đúng thế, mọi thứ đều đã được an bài. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Nhã Mạn không biết gì về văn tế Lâu Lan rồi. Bởi vì bài văn tế của Lâu Lan đó đã do tôi bảo cô ấy viết ra sau khi trốn thoát. Còn đoạn triệu hồi và thống lĩnh đội quân U Linh ở phần sau tế văn cũng là do tôi bảo cô ấy bịa ra. Đây là cách duy nhất để chúng ta sống tiếp, cũng là cách khiến thế giới của cô được yên ổn trở lại. Sau khi cô về nhất định phải cắt văn tế Lâu Lan theo lời tôi nói. Cô hiểu chứ? Những gì Quỳnh nói là thật sao? Hứa với tôi nhất định phải sống tiếp thật suốt. Nào, cẩn thận. Giáo sư Ngô Thiên, mọi người đều biết ông là trường cột của giới khảo cổ, còn là công thần khai quật được di tích Lâu Lan và các di tích lân cận. Vậy nguyên nhân gì khiến ông trở về sông Khổng Tước khi đã lớn tuổi thế này? Giáo sư, ông là chuyên gia về tiếng Tochari. Chúng tôi muốn nghe ý kiến của ông về bản khắc cổ mới được khai quật này. Đây có lẽ là một bài thơ. Ánh trăng. Chắc là ánh trăng năm đó.